Anh em nào thấy chậm có thể tăng lên 1.5, 2 chấm, có thể nghe nhanh hơn, hay hơn. Tập 3. Mình nhảy bao lâu rồi? Mười mấy tiếng. Mệt quá. Nhưng chỉ cần nghe thấy nhịp trống đó, cả người sẽ không điều khiển mà múa điên cuồng. Đúng rồi, tai nghe giảm tạp âm. Mau đeo vào. Wow, đẹp trai quá. Trời, tiếp tục như vậy sẽ mệt chết mất. Chỉ thiếu một chút, chỉ cần mình lấy được tai nghe. Chỉ thiếu một chút. Ơi, Nhập Cường, lúc chiến đấu với chị đây chẳng phải là dũng mãnh lắm sao? Sao mấy ngày không gặp mà đã một bộ dáng thần yếu rồi? Ồ, có phải chạy nhiều quá không? Tôi trúng hiền thuật hư không? Nhảy múa nhảy nhiều có được không? Ồ, có tinh thần rồi. Cậu phải chừa chút sức cho chị. Trước khi giúp tôi báo thù, khó cỡ nào cũng phải cố gắng chịu đựng cho tôi. Được Gloria cứu rồi. Cơ bắp lấy được từ chỗ cô ấy còn lơ là ý thức. Sao lại có một tên chui ra nữa vậy? Đây là hồi sinh hay phân thân gì? Thí thực mà ngươi biết đúng là không ít. Thì tai nghe này cường hóa tạp âm, có thể làm mất hiệu ứng 90% tạp âm, nhưng vẫn nghe thấy tiếng trống nhỏ. May mà chút cường độ này không đến mức làm mình trúng hiển thuật. Vết này e là còn dùng thi phân thân. Vậy thì để ta tìm thấy bổn thở của mi trước, tiến hạ thủ vi cường. Tìm thấy rồi. Phương ngao là chỗ, đi giải quyết nó đi. Khi tới của bổn thể này khác với phân thân lúc trước. Con bot này có cấp gì? Chắc là trước khi Ocean đến cũng phải hơi do dự một chút. Có đùa cái gì chứ? Bây giờ bảo tôi đi đánh bot cấp bậc này. Trời, Nam Nghĩa không đùa với mình. Cô ấy luôn có thái độ lúc người mới thi. Đã nâng cấp 20. Tiêu hao 6 điểm nâng cấp khả dụng 3. Người thích nghi thì xấu. Đã mở khóa chiến cơ nâng cấp, đã nhận được kỹ năng bị động chiết khấu siêu cấp, khiến điểm số bạn cần để nâng cấp vật phẩm giảm bớt. Đã nhận được kỹ năng bị động trang bị ẩn, khiến bạn có thể đem trang bị không muốn hiển thị ẩn đi, bao gồm vũ khí móc treo, vỏ súng, áo chống đạn, vân vân. Cường độ cơ thể của bạn đã được cường hóa. Đáng lệch rồi, không nên.
Mình rất chắc chắn đã nhắm chuẩn đầu rồi. Không đúng, là tạp âm. Cái tên này á, đập mặt đất sinh ra cũng có hiệu quả gây ra ảo giác. Cho dù tạp âm chỉ có độ mạnh 10%, vẫn có thể quấy nhiễu cảm quan của mình. Tai, mắt, cảm giác trên tay, mỗi một vòng chỉ có 10% quấy nhiễu, trái lại vào cái độ chính xác trong nhắm bắn sẽ cách biệt rất lớn. Nhanh quá, nhưng mình vẫn có thể né được. Xem chút nữa là có thể né rồi, vẫn bị tạp âm đó quấy nhiễu. Tai nghe cũng gãy làm đôi rồi. Với lại mình vẫn không thấy cấp đầu, không thấy cấp ở trên đầu tên đó. Level bảo thi đại thi hip hop. Bỏ điểm nâng cấp ở còn lại dùng để nâng cấp ở cho mình có ý nghĩa không? Hay dùng để sửa tai nghe? Nhưng tai nghe cũng không thở chặn tạp âm được. Chỉ cần tiếp tục chịu sự quấy nhiễu của hiển thuật thì mình không có phần thắng. Chờ đã. Bây giờ chẳng phải mình có thứ có thể giảm tạp âm sao? No. Nếu không chịu quấy nhiễu của âm thanh, có thể ra đồ bình thường, sức xung kích cấp 20 mạnh hơn nhiều, rất nhiều. Tại sao âm thanh không có hiệu quả? Máy tiêu âm tai nghe giảm tạp âm vòng vòng đã nâng cấp thành máy tiêu âm lĩnh vực tuyệt đối cách âm. Tiêu hao điểm nâng cấp 2, điểm nâng cấp còn lại 1, hiệu quả trang bị trong bán kính phạm vi 2m, hình thành một lĩnh vực cách âm tuyệt đối. Bất kỳ âm thanh nội bộ nào cũng không thể truyền ra. Bất kỳ âm thanh nội bộ nào cũng không thể truyền vào. Mình biết tại sao Nam Nghiệt nói mấy cái tên ngầu đó không dám tùy tiện đến đây không? Nếu không có thủ đoạn cách âm như mình, sức chiến đấu sẽ bị giảm mạnh đó. Không có tiếng. Giải trừ lĩnh vực tuyệt đối cách âm. Hình thái một của bot đã bị đánh bại. Phần thưởng điểm nâng cấp 5, điểm nâng cấp khả dụng xấu. Đánh một nửa đã cho phần thưởng rồi. Hệ thống lo phía sau mình sẽ chết sao? Nhảy múa hư không xem chút mệt ra cũng lo. Chết cũng không lo. Xem ra hình thái số 2 phía sau mới là làm thật. Mở lĩnh vực tuyệt đối cách âm. Thông qua chiến đấu lúc nãy chắc chắn biết hiếu thuật tập âm không có tác dụng với mình rồi. Bây giờ hắn đang làm gì? Hát tử trụng tấu thi thuật. Đã nâng đến cấp 26, tiêu hao 6 điểm nâng cấp để nâng cấp khai dụng không. Đã nhận được kỹ năng bị động tri phong điện cấp 1. Hiệu quả sau khi bạn tốc biến bắn có thể kết thừa tốc độ đạn pháo tên lửa vân vân. Vũ khí mà bạn bắn ra đã nhận được kỹ năng bị động vượt xe khúc quanh. Hiệu quả chỉ cần ở cấp kỹ địch cao hơn bạn, bạn có thể nhận được điểm số bằng khoảng cách cấp giữa bạn với kỹ địch cộng 1. Nếu cấp của bạn cao hơn kỹ địch thì nhiều nhất có thể có được 3 điểm nâng cấp, mỗi lần cao hơn 5 cấp giảm 1 điểm. Hiệu quả bây giờ bản với cái địch loại bất kỳ đều có khả năng nhận được điểm nâng cấp. Phát hiện thi thực không có tác dụng với mình nên trở ngược lại sử dụng cho mình phải không? Như cổng hút vậy, trong một tháng nâng cao cường độ cơ thể.
hắn nhanh hơn lúc trước rồi. Nhắc nhở, bạn đã nhiễm thi độc. Trước khi bản đồ đến thi độc ở bên dưới đây, sử dụng điểm số nâng cấp thanh trừ dây bút cho mình. Đấy chính là nơi hay đánh đo mỗi lần sử dụng điểm số, không dùng hết lo đánh không lại. Dùng hết bên kia đột nhiên xảy ra cái tình hình đột xuất lại không có tay sâu. Level 35 bảo thi, đại thi rập. Nhưng ít nhất thì bây giờ mình có thể nhìn thấy cái cấp tên này rồi. Khoảng cách không lớn như mình tưởng. Chiến đấu cận chiến bất lợi cho mình phải kéo khoảng cách ra. Trời, không những bị nhìn ra tốc biến của mình còn theo kịp tốc độ đạn của súng ngắn. Kỹ năng bị động vừa nắm được cái cơ thừa tốc độ của đạn ngược lại khiến mình bị thương nặng hơn. Con boss này rốt cuộc là cấp bậc gì? Mạnh quá, không thể kéo khoảng cách ra được. Vậy thì chỉ có thể liều thôi. Đầu cứng quá, nếu không thấy một đòn đánh nát cái cán não tiếp tục đánh như vậy á. Chờ bạn đến thi độc đến đỉnh thì mình tiêu. Súng trong tay không thể đánh xuyên xương của tôi này. Thương lôi hỏa có thể phá giáp chiến đấu cẩn thân không thể dùng. Khó khăn lắm mới đi đến bước này. Không thể chết ở đây, nghĩ cho kỹ còn gì có thể dùng. Đúng rồi, cơ bắp của Gloria. Tỷ cơ bắp này phối hợp với thượng đài lôi hỏa phát động của ném chí mạng. Vậy giả sử thay đổi phương thức phát lực ở trong dùng ở trong trận chiến thì sao? Một khi cơ bắp phát động sẽ suy đi, cho nên chỉ có một cơ hội. Xem nắm đấm như mũi thương nhọn. Cướp mạng của mình nâng đến cấp hiện tại, dùng hết sức tung ra. Mô đã tiêu diệt, nhận được 10 điểm nâng cấp. Điểm nâng cấp khả dụng hiện tại là 10. Bạn đếm thi độc sắp đầy rồi, phải nhanh chóng nâng cấp thanh trừ Zebus. Đã nâng đến cấp 35, thi độc với thanh trừ tiêu hao 9 điểm nâng cấp. Điểm nâng cấp khả dụng là 1. Đã nhận được kỹ năng cường hóa, bắn mũi phát đạn tiêu hao tinh thần lực 3, hiệu quả lúc bạn trang bị đạn dược khác nhận được công hiệu quả khác nhau. Đạn thường nâng cao lực xung kích, đạn xuyên giáp nâng cao được xuyên thấu, đạn đốt cháy nâng cao hiệu quả đốt cháy, đạn nổ nâng cao hiệu quả nổ, đạn quang cộng thêm hiệu quả chiếu sáng, đạn chiếu sáng cộng thêm hiệu quả gây mù. Cấp của bạn càng cao, hiệu quả đã nói ở trên càng mạnh. Lớp tinh thần lực đầy 100 điểm, đủ đánh xong 30 phát đạn. Tinh thần lực và sinh mệnh, cảm giác kỹ năng này không tệ. Đã nhận được thạch đuổi thi, hiệu quả trang bị có thể phát động thuộc đuổi thi. Khống chế cấp thấp bảo thi không phải tinh anh ở trong thời gian ngắn, mỗi giây tiêu hao 1 điểm tinh thần lực. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ định, điểm số khả dụng nâng đến phẩm chất cao hơn. Không uổng công mình liều mạng chiến đấu, chiến này rất đáng giá. Trong thành bị tấn công rồi. Mày nó, trong thành dựa vào mấy cái này, mấy cái băng pháo già này có thể thủ cái gì chứ? Trận một tập bị cương thi phá chỉ còn một cái. Mọi chiến đấu của phượng già là còn nhiều năm không tu sửa, không thể tác chiến. Ít nhất ngựa cũng phải chút thi binh cấp cao đến cho lão tử chứ.
Đừng sợ, giết nó. Một tháng mấy ngàn sao mình phải liều mạng như vậy chứ? Vốn tưởng cương vị phòng không là một vị trí nhà nghỉ, làm gì có cương thi biết bay, mình mới đến lần này là hay rồi. Sắp tiêu rồi. Đội trưởng, mã nam này là ai vậy? Hắn là tinh anh của đội chống khủng bố, đến nay duy trì mấy trăm lần chiến đấu thắng bộ thi, cùng là thập thành thuộc quan của Ocean. Bảo thi cấp bơ sắp hạng 10, nhị độ trọng kích bảo sơn. Chúng ta được cứu rồi. Được cứu. Đùa cái gì vậy? Mình bị hạ gục nhanh như vậy, bị một con thằng lằn thối. Tháng sau là mình có thể thăng cấp từ B đến A rồi. Bây giờ cho mình một đồ như vậy. Thằng lằn thối lại dám chọc vào ta, vừa lên đã thi hóa. Thi hóa ăn mòn 99%. Thì sẽ không giống như cái thi binh cấp bậc thấp thi hóa hiến thần bảo thi luôn. Nhưng duy trì ở mức ăn mòn này thì cho dù đối với ta ở trong top 10 mà nói cũng rất miễn cưỡng. Ây, cũng may là trận đấu đó có thể kết thúc ngay lúc này. Còn tới có một chiêu mà tao cùng bị đánh đến 2 lần sau thì rất muốn liên tập với ngươi, nhưng bây giờ tao còn có chút chuyện gấp nên đưa thẳng mày về cõi tiên đi. Thi thuật giả lộ trưởng cấp 2. Chiều này trực tiếp đánh nát đầu chết chắc rồi. Thật lợi hại, vậy mà có thể dùng găng tay để bắn đạn. Nghe nói anh ta có thể đổ thi khí vào trong đạn để tăng cường uy lực. Là đại pháo hình người chân chính. Ờ, người mạnh như vậy ở đây thì tôi yên tâm mò cá rồi. Cái gì? Xong rồi, không thể dùng từ lệnh nhanh chóng được. Lúc trước đồ ăn mồn ở đây là 99% rồi. Cho dù dùng một chút thi khí để tự lành nó cũng đều sẽ biến thành bạo thi. Đầu của cô này vẫn còn sao có thở được. Xong rồi, hôm nay thật sự phải chết ở đây rồi. Thôi bỏ đi, bị chế thành tro thì cũng tốt hơn là biến thành bạo thi quay đầu đối phó với người của mình. Chết thì chết thôi, chính mình không đủ mạnh thừa nhận rồi. Bảo thi nghiệp hỏa thi long cấp bơ cộng đã bị tiêu diệt, nhận được 2 điểm thăng cấp, điểm thăng cấp khả dụng 3. Nó nhận được hạch tâm của nghiệp hỏa tiêu hao 1 điểm thăng cấp để chỉ định mục tiêu thăng cấp cho ngài, đồng thời người đó có thể giải phóng nghiệp hỏa. Mình thi hỏa 99% cũng không đánh lại được bảo thi, giờ bị giết nhanh chóng như vậy. Người này thật là mạnh mà. Thanh đao này không được. Không chống được chứ tấn công nhanh.
Nhạc đưa tôi cái chỗ tiểu đờ vẫn còn đang phát triển. Phải đổi cái thanh đao khác mới được. Vì anh hùng này... Vậy ông vẫn còn sống. Tôi tưởng bị thương đến mức độ này, cho dù là thiên binh cũng... Đúng vậy, máu tôi nhiều nên có thể chống được lâu thêm một chút. Có cần tôi đưa ông đến bệnh viện hay là ông có thể tự lành? Không cần đâu, chúng tôi không phải là bạo thi, bọn chúng chỉ còn cái não thôi cũng có thể sống. Đối với chúng tôi mà nói, vượt qua sự chịu đựng cực hạn của con người thì tự lành nó cũng không có tác dụng. Tôi đã không chống đỡ nổi đến cái bệnh viện nữa rồi. Tuy rất muốn biểu đạt lòng biết ơn và khâm phục của tôi đối với cậu nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Bây giờ đến làm phiền cậu một chuyện là làm một nhát xuống đầu của tôi. Đừng có đỡ tôi biến thành bảo thi đi hại người. Giá trị sinh mệnh có mục tiêu thấp dưới 20%, thỏa mãn điều kiện thăng cấp sinh mệnh. Còn giải tán viện vĩnh viễn nô bộc hiện tại trước. Phương khí là chỗ. Sau khi thân cấp sẽ hồi phục hoàn toàn mục tiêu và thăng một cấp. Master. Hả? Cơ thể tôi đã bọc lại rồi. Chẳng lẽ là ân phước của chủ nhân? Hả? Vì sao mình cứ treo từ chủ nhân này âm miệng nhỉ? Cứ cảm thấy xấu hổ nhưng lại có chút kích động. Nhưng chủ nhân đi đâu rồi? Thằng nhóc nghèo rách mùng tơi, lần trước ta đã nói là đừng có để ta nhìn thấy mày nữa mà, đúng không? Sao thế? Lại muốn ta vứt mày ra à? Thôi, có một vài thứ tốn muốn mời ông cho định giá. Nếu giá cả thích hợp thì sẽ bán. Người thanh niên, lần trước cậu đến đây là mặc quần áo của đội hộ vệ, trước kia chưa từng gặp cậu là tân binh đúng không? Những cái tân binh như cậu có thể trang bị đầy đủ cũng đã là rất phí sức rồi. Còn có thể có đồ gì tốt chứ? Mau ra ngồi đi, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Súng của Johan truyền kỳ cộng 200% sát thương, cộng 200% độ chính xác, cộng 200% tầm bắn. Ơi giờ mày vãi. Cái thằng nhóc thôi đó, cậu hứng phấn quá hả? Với khẩu súng này nát mặt lên cho tôi. Hay là người xem kỹ lại xem. Cái gì hay mà xem chứ, rác rưởi thì nhìn 1000 lần vẫn là rác rưởi thôi. Hả? Vũ khí có phải ngồi tầm thường vậy mà lại phát ra ánh sáng cho mắt như vậy? Đây chẳng lẽ là vũ khí có phẩm chất truyền thuyết ở trong truyền thuyết? Người anh em, để tôi xem kỹ lại một lượt. 5 vạn. 5 vạn. Lần trước tôi đã đối xử với cậu hơi thô bạo vì đã bày tỏ lòng xin lỗi. Cái này tôi mua lỗ vậy. Chứ còn thằng ngốc thối này đồng ý thì mình sẽ rớt thêm chi khí vào trong khẩu súng cực phẩm này. Như vậy có thể làm thành thi trang 60 vạn bán cho thiên binh cấp bậc cao rồi. Dầu to rồi. Đằng sau thêm một số 0, 50 vạn. Sao cậu không đi cướp luôn đi? Lính có thể giết nhưng không thể bị làm nhục. Đánh chết tôi cũng không thể mua. Đây là 500 vạn, xin ngài hãy vui lòng nhận cho. Nếu như có đồ tốt khác thì cũng có thể bán hết cho tôi. Mùi thơm của tiền. Chào mừng thị binh cấp bơ. Giờ lão tiền phí bảo cơ tháng này nên nộp rồi. Phương thật thị binh cấp sơ cộng,
thì bên cấp bơ trường. Nhóc con, cậu nên đi rồi, tiệm này đóng cửa rồi. Trong cái thời mật thớ, người nộp thớ ra cồn có cả nộp phí bảo cư. Người của nhà họ Phương đúng là thiếu đánh mà. Nhóc con đỡ kích động, đừng cho phiền phức cho tôi, mau đi đi. Từ đã, nộp phí bảo cư, người nhìn thấy cũng có phần. Bây giờ anh không đỡ tôi đi thì chút nữa sợ là sẽ phải quỳ xuống đó khóc lóc cầu xin tôi đi đấy. Vợ lờ, từ trước đến đây chưa từng có người dám nói với tao như thế. Mày con mày đó, không muốn sống nữa đúng không? Con mày nó, mày. Ơi da, Phương thiếu đừng có tức giận, đây chỉ là một tân binh không hiểu quy tắc thôi. Trở về nói với cấp trên của cậu ta, giáo huấn một chút là được rồi, đỡ cậu ta đi đi. Bỏ qua cho nó cũng được, nhưng nộp doanh thu của ba tháng này ra đây. Rồi buổi tối bảo con gái của ông chơi cùng với mấy anh một chút. Đừng mà, không nói đến doanh thu ba tháng, nhưng chân của con gái tôi không tiện mà. Cậu xin cậu tha cho nó đi. Chúng tôi không ngại, cứ coi như là cho phụ nữ bình thường nhiều rồi, giờ đổi khẩu vị. Tôi quả nhiên là không gì nhầm nhà họ Phương các người. Hả? Cái chuyện không làm người này các người chưa từng làm tôi thất vọng. Mẹ nó, đúng là đủ rồi, tên gì kia đánh chết nó. Phương thiếu, tha cho cậu to đi, cậu to chỉ là người bình thường, đến là thi binh cũng không phải nữa. Cậu ta làm sao có thể chịu được nắm đấm của các người chứ? Yên tâm, nắm đấm của tôi rất nhanh, lập tức nổ đầu luôn. Không đau đầu. Này này này, bảo mà đánh người chứ không phải là bảo ngày rỡ tiệm. Sau này á còn đến đây để thu phí bảo cơ nữa. Hả? Mày run rẩy cái gì? Cũng không phải là lần đầu giết người. Không, rất bất thường. Cảm giác tay này rất kỳ lạ. Thì ra đây chính là cảm giác bị các bậc áp chứ. Chuyện gì thế này? Vì sao người bình thường không có chút thi khí nào là có thể giết được cái thi binh cấp bơ nhanh gỗ như vậy? Đã nhận được thăng cấp điểm số 2, có thể dùng thăng cấp điểm số 2. Mày không thể động vào tao. Tao là người thân của thành chủ Phương Khí, nếu như mày dám động vào tao thì nhà họ Phương nhất định sẽ phái thi binh cấp cao đến giết chết mày. Thi binh cấp cao cấp lúc trước đám nghiệp có nhắc đến còn chưa điều tra ra được tình báo cụ thể. Nếu như cái tên này biết thì không phải là bớt được rất nhiều chuyện sao? Quả nhiên, mỗi lần chỉ cần mình nói cái tên Phương Khí ra thì những cái tên hiền nhát này đều sẽ bị dội sợ. Những câu hỏi này nắm thấp của hắn ngay từ tâm lý. Mày cùng mày nó xong đời rồi, nhà họ Phương sẽ tìm thấy tất cả những gì những người mày quen biết, giết hết sạch bộ họ, rồi cuối cùng đến giết Phương Thật. Giá trị sinh mệnh 21%. Không rồi, lỡ như nắm đám sâu không chế được sức lực đánh hắn chết thì phải làm sao? Mình vẫn muốn biến hắn thành nô bộc để đi lấy tình báo. Ông có muốn đánh hai cái trúc giỡn không? Tôi thì bỏ đi. Tôi gặp người nhà họ Phương đến rắm cũng không dám thở, làm gì dám đấm bọn họ chứ. Thằng chó, cho mày thu phí bảo cơ này. Cho mày thu phí bảo cơ này. Nửa tiếng sau, mấy nó thì ra đánh người lên bệnh như vậy nhưng rất là thoải mái nha. Phương Thần giá trị sinh mở 5%.
Đã giải trừ vĩnh viễn cái nô bộc trước đó, bảo sở nó nhận được nô bộc mới phương thật, tiêu hao một điểm thăng cấp, còn một điểm thăng cấp. 100%. Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho tất cả hành vi vô lễ và ngu xuẩn của tôi. Nô bộc cấp sơ phương thật, đợi đặt tên. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi dâng hiến tất cả mọi thứ của tôi, chỉ phục lệnh chủ nhân. Tình huống như thế này, mình sống ở đây 10 năm chưa từng nhìn thấy người của nhà họ Phương ăn nói khép nép với người ngồi. Vì sao Phương Thạch kêu cán ngang ngược này đột nhiên lại giống như một con chó vậy? Bây giờ nói tất cả tình báo của nhà họ Phương mà mày biết ra, cho nên những cái tình báo quan trọng mày biết được rất có hạn. Hơn nữa, lớn miệng nói mình là người thân của Phương Khí. Nói chung là quan hệ máu mủ của tôi và Tôn Thí Hồn còn gần hơn cả hai người. Chủ nhân, là tôi vô dụng, bây giờ tôi sợ, tôi sự tự cung để tạ tội. Không cần, không cần. Nhưng vẫn có thu hoạch, ít nhất có biết được sự tồn tại của nghĩa địa. Trong nghĩa địa có bảo thi và trang bị cao cấp hơn, là một nơi rất tốt để tăng cấp. Ấy, đợi tôi thăng cấp đến cấp S rồi sẽ đi giết Phương Khí. Vậy không phải là tất cả chuyện này sẽ kết thúc sao? Cái nghĩ hay, nhưng cái vấn đề này là đến lúc đó chắc cậu đã có thể đánh thắng được hộ vệ cấp X ở bên cạnh Phương Khí rồi. Ồ, đúng. Ở trong thành phố có rất nhiều người hận Phương Khí, đã từng đi rồi nhưng chưa từng có ai có thể giết thành công. Trước kia từng có một thích khách cấp X nhưng cũng không thành công. Thật là có người bên cạnh Phương Khí kia thâm sâu khó lường. Hơn nữa, cậu có từng nghĩ là cho dù Phương Khí chết, sức mạnh của nhà họ Phương trong thành phố bị suy yếu không? Nhưng Bảo Thí Trình rình rập ở ngồi thành nhân cơ hội này xông vào thì sao? Chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến. Chúng tôi cũng hận Phương Khí, nhưng năm này hắn đã hại chết rất nhiều người vô tội, bao gồm cả người nhà của tôi. Nhưng nếu như tìm được cách vẹn cả đôi đường, hoàn toàn chấm dứt thời mặt thế này thì phải thay đổi một người lãnh đạo thích hợp hơn. Nếu không thì rất có khả năng càng khiến thất cục này lộn lạc hơn. Nghe bất cỡ thế nào thì tôi chỉ là một nhân vật nhỏ mở cửa hàng vũ khí thôi. Muốn làm thế nào do cậu tự quyết định. Đây là tặng cậu món quà này, được làm từ nguyên liệu ở nghĩa địa từ nhiều năm trước. Tặng cho cậu cái cảm thấy là thích hợp nhất. Đã nhận được khẩu súng tay các nghĩa địa, phần lớn khẩu súng này được chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt của nghĩa địa. Độ cứng của thân khẩu súng cực cao, ngài có thể dùng nó đơ cập vào đầu bảo thi. Đã nhận được dao vuốt nghĩa địa, phần lớn chiếc dao này được chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt từ ở nghĩa địa. Lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Nghĩa địa cấp A, ngôi mộ của chiến tranh. Tháp nhất cấp A có thể đi vào. Rất tốt, ít nhất mày còn biết vị trí của một nghĩa trang. Mày thủ ở đây đừng có để bất kỳ ai tiến vào. Vâng. Nhắc nhở, có thể chọn độ khó. Phổ thông có thể sử dụng tất cả kỹ năng và trang bị, phần thưởng bình thường, anh hùng, kỹ năng tính công kích có thể sử dụng bản cường hóa. Không phải kỹ năng tính công kích thì có thể sử dụng bình thường. 50% cường độ của cơ thể, phần thưởng sẽ rất to hậu kiếp. Không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng chủ động nào, có thể sử dụng trang bị tự mang theo, cường độ cơ thể. Bản chính là một người bình thường, phần thưởng cực thấm. Thử thách ngồi, lấy một địch trăm. Khi trong phạm vi 50 mét ở bên cạnh bạn không có bất kỳ đồng minh nào, một mình đối mặt với ít nhất là 100 kỳ địch và hồn thành đánh giết trong một tiếng, có phần thưởng ngồi. Làm giống như là game phá bản lúc nhỏ chơi đó. Phần thưởng của phổ thông bình thường, độ khó của hậu kiếp chắc sẽ chết. Anh hùng thì khí dày đặc nề đến cả mình cũng có thể cảm nhận được. Không thể tưởng tượng được ở bên dưới sẽ gặp phải cái gì. Nhớ lại cái lời ông nói, cảm thấy bây giờ nghĩ đến chuyện giết Phương Khí còn sớm quá. Mình phải có kiếm ở trong tay rồi nghĩ đến là có dùng hay không. Thân cấp đến cấp S rồi nói tiếp.
Để tôi xem đằng sau cánh cửa này rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì. Ôi mẹ ơi, nhắc nhở nhiệm vụ giết nghiên thủ đã bắt đầu. Trước khi giết được nghiên thủ, bạn không thể rời khỏi nghĩa địa này. Hả? Mày, con mẹ nó, bỏ ở đây làm gì? Còn chưa bắt đầu đánh đã đái dầm ra quần rồi. Mau đứng lên cho tao, Diêm Chấn lính cấp 2. Ôi trời đất ơi, quân phục của mày đâu, vũ khí của mày đâu? Ở mà tên này là đến để nghỉ dưỡng hả? Thì ra đây là phá bản, lấy bối cảnh là chiến tranh thế giới thứ 2.